Nguyên Vũ Audio xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi kênh của bên em nhé. Hôm nay thì em lên cho các bác ba bộ dàn mini đấy, với cái phân khúc là tầm khoảng trên 1 triệu và dưới 3 triệu. Đấy, đây. Ba bộ nhá. Đấy, tại vì là mấy hôm vừa rồi là có mấy bác gọi đến bảo em ơi, lên cho anh mấy cái bộ nhạc mà nghe bộ dàn mà nghe nó vui vui tai một tí mà giá lại tầm bình dân. Đấy. Thì em chọn ra đây cho các bác là được 3 bộ Onkyo. Đấy, với ba cái mã khác nhau và ba cái tức là cái cách sử dụng khác nhau, từng chức năng như nào. Đấy thì sau đây em sẽ đi vào phần chi tiết là từng bộ một. Đấy, còn việc bác nào mà hoặc là anh nào mà thích cái bộ như nào thì alo cho em nhá. Ví dụ bảo là em ơi, để cho anh cái bộ không nhớ tên nhá, thì bảo ví dụ là bảo để cho anh cái bộ dưới đất này hay là bộ ở giữa, đấy, hay bộ bên trái bên phải. Đấy. Nói chung thì em sẽ có cái phần giá ở mô tả nhá, cái phần giá ở cái phần tiêu đề nhá, cái phần giá ấy, em sẽ để phần chú thích ở tiêu đề ấy. Đấy, chú thích ở bên dưới ấy. Thì các bác có thể nhấp vào phần bên dưới thì nó sẽ lên giá từng bộ và số điện thoại, đấy, địa chỉ. Đấy, thế là các bác có thể là vào cái đấy để các bác xem lại nhá, hoặc là các bác có thể nghe em nói, em sẽ tả chi tiết cho các bác. Đấy, có thế nào thì em nói như vậy, chức năng như nào thì em nói rõ hết và có thế nào em tả hết, không giấu giếm, không che giấu gì cả nhá, có thế nào quay hết cho các bác luôn. Rồi, sau đây em sẽ đi vào phần chi tiết để các bác biết được từng bộ như nào nhá. Thứ nhất thì em mời các bác đến bộ dàn ở đây, nó là bộ 155A của dòng Onkyo. Đấy, gồm có một công suất và hai loa. Đấy. Thì các bác chú ý cho em này. Ở đây nhá, là ba bộ dàn này là đều là hàng của Nhật bãi nhá, đều là hàng của Nhật bãi. Thế nên là điện sử dụng phải là điện 100V nhá. Đấy. Nhớ cho em điện sử dụng phải là điện 100 nhá. Đấy. Rồi. Về cấu hình của nó thì đây, gồm có một công suất và hai loa. Đấy, một công suất và hai loa hai bên. Đấy. Cục là một loa 5A và loa đi cùng của nó đây là loa 02X. Đấy. Về loa thì loa được trang bị con bát là bát 12, màng đây là màng giấy gân cao su. Đấy. Với cái chất bát của nó thì với dòng 02E này, 02X này thì bác nào mà nghe rồi thì biết đúng không ạ? Chất bát của nó nghe rất là phê luôn. Đấy. Nghe nó ngọt và tiếng nó rất là sáng. Đấy. Với công suất của loa thì đây, em sẽ đọc kích thước công suất luôn cho các bác này. Đấy, đây. Công suất của loa ở đây thì là đạt tới 70W một loa, đấy, trở kháng tương trước ở 5 ohm. Đấy, mã là 02X, được chưa ạ? Đấy. Cầu loa đây, cầu loa thì dạng cầu loa kẹp, đấy, thông hơi đặt phía sau. Đấy. Đấy, về kích thước của loa nhá, em sẽ đo hết luôn cho các bác này. Kích thước của loa này. Kích thước của loa ở đây là 13.5. Đấy. Và đấy là chiều rộng nhá, chiều sâu của nó là 22. Đấy. Chiều cao của nó đạt tới là 21.5. Đấy thì là về kích thước. Đây còn bát nếu đo đúng chuẩn của hãng này là bát 12 nhá. Đấy. Còn nhiều bác thì bảo anh đo bên trong. Nói chung thì cái này thì tùy theo các bác thôi, chứ còn em thì nhà em là cứ phải đo theo đúng của hãng nhá. Đấy. Về chức năng thì con này thì em bán chủ yếu là phần kết nối với cả smartphone nhá, smartphone hay là máy tính. Hoặc là các bác nghe nhạc trên phần điện thoại và máy tính. Đấy. Nó là bộ này. Đấy, còn những các chức năng như là CD, MD hay là cái đường quang, đấy, cổng quang đây thì em có thử rồi. Thì hiện tại thì các chức năng này thì nó cũng có thể là cái quang thì không biết lý do tại sao thì em thử nó không lên. Đấy thì em không bán phần quang. Và CD thì mắt nó kém rồi. Đấy thế nên là ví dụ bác nào cần thì tự kiểm tra các cái này nhá. Đấy. Thì bộ này là dành riêng cho bác nào mà thích nghe điện thoại và máy tính. Được chưa ạ? Và cái giá nhá, giá bộ này thì em cũng sẽ để khuyến mại sốc cho các bác luôn nhá. Đấy, để khuyến mại sốc cho các bác luôn. Thông thường thì cái bộ 155A này ấy, nếu mà chọn bộ nó như này ấy, thì giá của nó sẽ dao động khoảng là trên 2 triệu. Đấy, trên 2 triệu. Đấy, nó dao động khoảng 2 triệu 2 hoặc 2 triệu 3, có những tùy từng bộ đẹp hay xấu nhá. Đấy, nhưng tuy nhiên thì cái bộ này thôi, em bán phần công suất nghe nhạc trên điện thoại thì thôi em để cho cái giá các bác là cực kỳ ưu đãi này, 1 triệu 850 nhá. 1 triệu 850. Đấy là cái bộ sản phẩm này nhá. Đấy là cái bộ 155A này, đấy. Là gồm có này, loa này và công suất này và hai con loa, đấy. 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 Hôm nay em có bác khách hay bảo đi mua cái chân nên là này, cái chân này thì là gọi là bác bảo là đi tìm hộ cái thì em tìm được ở đây thì có cái em hỏi là bằng gỗ gì nhỉ? Cứ bằng bằng gỗ gỗ ép ấy thì nó đòi là 250, thì em bảo thế cái gỗ thịt này thì bao nhiêu? Đấy, thì người ta bảo là gỗ thịt này là 300. Đấy đây là một bộ chân này là em mua bác khách này giá là 300. Đấy, thì em mượn tiện nên em mượn hộ bác khách thì em quay về đây luôn cho các bác nhá.
Đấy, đây là hai cái chân này. Đấy. Thì thôi tiện mượn các bác ấy đặt luôn để cho đẹp. Đấy, cái gỗ này thì là làm bằng gỗ gõ các bác nhá. Thấy người ta bảo là làm bằng gỗ gõ đấy. Đấy, gỗ gõ luôn, gỗ thịt nhá, đây là gỗ thịt nhá. Đấy, chân này là chân gỗ thịt. Đấy, gỗ thịt mà là gỗ gõ nhá. Đấy. Phun phiếc đàng hoàng này. Đấy. Còn có một cái loại nữa nó là bằng kiểu gỗ ép ấy thì nó là 250. Thế mà ui chênh có 25, chênh có 50 nghìn. Thì lấy luôn gỗ thịt cho bác cho nó sướng. Đấy, bác Hùng ở bên thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Thì mà tiện thì lấy luôn. Đấy, ba cái em lấy cho bác là hai bộ chân ở đây. Đấy. Thì bảo thôi cho tiện cho em mượn em quay luôn cho đẹp, nhìn nó cũng đẹp phết. Đấy, nhìn nó lạ phết các bạn, nhìn nó cũng mốt phết. Đấy. Gỗ gõ đấy các bạn, gỗ bằng gỗ gõ nhá, gõ thịt đấy, gỗ chuẩn thịt luôn nhá. Gỗ gõ. Đấy. Một cái cặp này là lấy là 300, em đặt về đây là cả ship xiếc là tổng cho bộ là 300. Đấy, thì bác nào cần thì đấy thì alo em đặt cho. Đấy. Nó là gỗ thịt mà gỗ gõ luôn. Đây, còn cặp này là cặp L3X này. Đấy. Rồi, cặp này thì CDC down này là chạy ok này. Đấy. Đây. Nhưng mà tuy nhiên thì cái này là em test thêm đấy nhá, CD test thêm thôi, chứ là vẫn bán phần công suất nghe trên điện thoại nhá. Đấy, đây CD CD down thì test thêm cho các bác thôi. Nè, đấy. CD nhá, play này. Play thì các bác nhấn ở đây. Đấy, play. Đấy, nhạc lên này. Đấy, lách bài thì các bác lách đây này. Đấy, còn chuyển các chế độ thì ở đây, input này. Cái CD này thì về vị các bác làm mà dùng ấy, thì nhớ dùng cho em đĩa xinh xinh tí nhá. Dùng cái đĩa F1, F2 ấy, nhá. Dùng đĩa F1, F2 nó tầm khoảng 150-200 ấy. Chứ đừng dùng mấy cái đĩa mốc các bác nhá. Dùng đĩa mốc rất nhanh hỏng, em thật các bác mắt nào nó cũng hỏng thôi. Đấy, thế nên là mà hàng bán này thì cái mắt nó khó hỏng phần rồi. Thế nên là về phải dùng đĩa xinh tí nhá, không chơi thôi. Đấy, thì em cũng phải nói rõ quan điểm như vậy. Còn chủ em bán cho các bác là về nghe điện thoại máy tính nhá. Đấy. Con này thì nó chỉ có cổng quang out thôi các bác nhá. Đây, không có quang in đâu nhá. Nó chỉ có quang out thôi. Đây, một cổng quang out này. Đấy, không có đường quang in đâu, nhưng AV thì có rất là nhiều. Đấy, cầu loa em kẹp sẵn rồi. Công suất của loa thì cũng là 70W một loa. Đấy, 70W một loa, trở kháng từ trước là 5 ohm. Đấy. Dòng loa này thì là góc vuông nhá. Toàn bộ các mặt là vuông hết. Đấy. Còn cặp bên này thì nó là bo tròn góc này. Đấy, góc bo tròn. Đấy. Về kích thước thì đây. Đấy. Nó rộng khoảng 20cm này, sâu này. Đấy. Còn rộng của nó là 13, rộng của nó là 13 này. Cao của nó là 22 này. Bass của nó thì cũng là bass 12 này. Đấy. Đấy. Còn nghe điện thoại thì các bác chuyển cho em này, cắm cổng nào chuyển cổng đấy nhá. Input này. Ví dụ em chuyển nhá. Đấy, đang cắm cổng live thì chuyển cổng live, nó lên nhà. Đấy, còn sau đấy thì các bác chuyển bài hay như nào thì chuyển trên điện thoại nhá. Đấy. Các dòng này nó mini nhưng mà nghe rất là sướng các bạn. Đấy. Nghe với so với cả những cái hàng không phải em so, tức là không phải là chơi bài gì đâu. Nhưng mà em đã dùng những dòng loa vi tính rồi, kể cả thậm chí mức giá lên tới là 3 triệu, 4 triệu rồi. Nghe nó chán lắm. Nghe kiểu tiếng nó không đã đâu, tiếng bass nó đánh nó không được sâu. Bass của ấy thì khỏe nhưng mà đánh không được sâu và không được chắc tiếng. Đấy, tức là với cái phân khúc tầm khoảng 4 triệu đổ xuống thì không thể so sánh được với dòng này. Nhá. Đấy, còn ví dụ các bộ mà trên hẳn thì em không nói làm gì. Đấy, nhưng mà riêng dụng bộ tầm khoảng dưới 4 triệu. Tầm 4 triệu đổ xuống nhá thì không thể so sánh được với những hàng của Nhật này. Đấy. Còn không biết là quan điểm của bác thế nào thôi. Còn đây là em đang nói theo cái quan điểm cá nhân của em là em đã sử dụng cái dàn vi tính rồi. Trước đây em đã sử dụng tới 3 bộ dàn vi tính. Có những bộ em dùng lên tới bộ cũng khoảng 4 triệu 4 triệu rưỡi. Nhưng mà từ khi em bước chân vào đây làm nhá thì em đã cảm nhận được là à, chứng tỏ cái hàng bãi này nó nghe cũng công nhận nó chất lượng hơn thật. Đấy, mình không biết là do cái tai của em nó thế nào hay là như nào đấy, nhưng mà em đấy em đang nói là chia sẻ là cái quan điểm cá nhân của em thôi. Đấy, còn về thì các bác
phù hợp như nào thì bác dùng thôi. Ví dụ có anh thì bảo là không, anh thích hàng mới thì anh thường dùng các đồ như vậy đấy. Còn có những bác bảo không, tôi thích hàng bãi đấy. Thì nói chung thì cái này thì nó cũng mỗi người một sẽ có một cái quan điểm khác nhau đấy, cũng không thể chê trách ai được, cũng không nói ai được đấy. Còn phù hợp với bác nào thì bác dùng đấy. Còn những bác nào mà đang cần những bộ dàn như này thì có thể alo cho bên Nguyên Vũ chúng em nhá. Đấy, thì bên em sẽ ship hàng một cái cho các bác, còn không thì các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em. Đấy thì cái bộ dàn này các bác nhá, bộ dàn LBX này nhá, thì giá của nó là 1.950.000 nhá, 1.950.000. Là con này thì nó có đọc cả CD. Đấy. Còn cái MD này thì em đĩa chả có đâu. Đấy, thì bác nào cần thì về tự test cái này nhá. Đấy. Nói chung thì cái MD này thì bên em cũng biển nó thật các bác chả ai chơi, thì là chả mấy khi nhà em test. Đấy. Chủ yếu là bán về cho các bác nghe nhạc trên điện thoại máy tính như này cho nó vui nhá. Thì bộ này giá của nó là 1.950.000 các bác nhá. Mã sản phẩm là L3X. Đấy, thì bác nào mà chốt cái bộ này thì alo cho bên Nguyên Vũ qua số điện thoại là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Dạ vâng, tiếp tục em chuyển sang bộ còn lại là bộ 02GX. Đây, đấy. Em sẽ tháo điện thoại đây ra nhá. Đấy. Đây, các bác không nghe thì các bác cho volume về nhỏ hết có thể em nhá. Đấy, về min luôn. Đấy. Sau đó các bác chuyển. Đây, em sẽ mượn điện thoại con này chuyển sang luôn. Đấy, hôm nay em lười, à quên, em lười chuyển dây thế là em cắm hết các dây luôn, bộ là em cắm luôn bộ đấy cho nó vip, chuyển cho nó dễ, cho nó nhanh các bác xem đỡ phải quay mất thời gian của các bác. Quên đã cắm nhầm cổng ao. Đây rồi, đây cổng in, quang em kết nối sẵn rồi nhá. Bộ này thì có quang, quang in này, quang in và quang ao, thì em kết nối quang in rồi. Đấy, đây quang thì em bật sẵn đây rồi, đấy, lên nhạc thôi. CD em thử test xem nào. Bộ này thì có cả chỉnh 3 tép các bạn. Đây, thử CD xem nào. Bộ này thì có cả chỉnh 3 tép trên máy luôn nhá. Đấy, có cả chỉnh 3 tép trực tiếp trên máy luôn. Đây, có chữ tone này. Đấy, các bạn có thể nhấn vào đây. Sau đó tăng bass, tăng tép lên. Đấy. Thích nghe nhiều bass thì tăng lên bass off nhá. Đấy, còn lách bài thì vẫn là lách ở đây. Đây, thích nghe nhiều bass thì tăng bass này. Đấy. Đấy, còn lách bài thì ở đây. Đấy. Lách bài thì mình vẫn là xoay cái multi đấy. Ghi trên bảng tung lời thề chim nhân tám hướng thành đồng, gió bút mây ngàn tàn đến khe núi đâu dễ sơn lòng ơi đi cho những người mình thương mến, cho tương lai cho tim bước vòng ngày nào hoa cài lên vai áo. Nhớ lúc xa xưa 16 trăng tròn anh đêm tôi em, cho tim ước muốn một ngày nên duyên lá trái đường bền. Vẫn biết xưa giờ ngàn. Đấy là phần CD nhá, em test thêm nè. Tiếp tục điện thoại này các bác này. Ở đây nó có input này, chuyển cổng cho em này. Đấy. Cắm cổng nào chuyển cổng đấy, cắm cổng tép, chuyển cổng tép này. Đấy. Công nhận là có cái chân này nghe nó thoát tiếng hơn các bạn. Để dưới đất này thì tiếng nó không được thoát bằng để cao hơn này nhá. Đấy, loa mình kê ở đây này nhìn nghe nó, tiếng nó thoát hơn hẳn.
Đây, cái này thì kích thước của nó này là rộng là 13.5 gần 14 đi. Đấy, nó cũng đạt tới 14 rồi. Sâu của nó là 25.5. Đấy. Cao là 22. Đấy, tức là con này thì hậu còn lớn hơn cả cái chiều cao. Đấy, với những cái dòng mà hậu lớn hơn như thế này thì cái chất bát của nó sẽ là đánh tiếng nó sẽ nghe rất là phê các bạn nhá. Đấy. Nghe tiếng nó sẽ tròn tiếng và nó cái giải bát của nó nghe nó rất là sâu. Bát thì vẫn là bát 12 bằng carbon gân cao su. Đấy. Với công suất vẫn là 70W các bạn nhá. Đấy. Còn điện vẫn là 100V của dòng công suất này rồi. Đấy. Chức năng thì quang này, điện thoại và CD. À, bộ 155GX này các bạn nhá. 155GX này giá của nó là 2.350.000 nhá. 2.350.000 cho cái bộ 02GX này nhá. Đấy, bộ 02GX này. Đấy. Bộ này là chân tròn. Đấy, em nhìn cái kệ này hay phết các bạn. Đấy, gỗ gõ đấy. Kệ hay phết. Nhìn nó cũng đẹp đẹp. Đấy. Thì bác nào mà chốt cái bộ nào thì alo ngay cho bên Nguyên Vũ Audio nhá. Đấy, ví dụ bộ này là 02X này. 02X này thì giá của nó là, em xin lỗi này, cái bộ 155A này giá là 1.850.000 này. Đây, bộ đầu tiên này nhá, là 1.850.000. Tiếp theo đến bộ L3X giá là 1.950.000 này, bộ ở giữa mặt đất này. Tiếp tục đến bộ bên tay phải này, bộ này là bộ 155GX này, giá là 2.350.000. Đấy. Giá thì em để cả phần chú thích, thì bác nào mà chốt cái bộ nào thì alo ngay cho bên em nhé, để em đóng hàng gửi hàng cho các bác. Em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé.